Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Thì video hôm nay sẽ là một video rất là đặc biệt, bởi vì dòng quay này sẽ quyết định những giác quỷ của mình sử dụng trong trận chiến 1v1. Nhưng trước khi bắt đầu mỗi trận đấu, tụi mình được phép cấm một kỹ năng nào đó của người chơi khác, và người nào đạt được 5 điểm trước sẽ là người chiến thắng. Và dòng quay đầu tiên của anh sẽ là trái một trái rất là xịn nha. Kiểu anh cảm nhận được trước á. Ê, trái Phúc Labika. Ủa, trái đồ nữa. Là trái gì hả? Trái donut nha các bạn. Hên là không ra trái Phúc Labika chứ mới là lỏ luôn rồi. Nhưng mà không sao, trái flame, một trong những trái của bộ kỹ năng khó chịu nhất trong Lock Food. Rồi, em được quyền cấm một kỹ năng của anh á. Cấm một kỹ năng bất kỳ nào luôn. Ừ, cấm đi. Em sẽ cấm kỹ năng V của anh nha. Cái gì? No, tại sao mà chiêu V? Em nghĩ cái chiêu đó là cái chiêu mạnh nhất của trái lửa luôn rồi, nên em sẽ cấm nó. Rồi, trái này không còn là trái khó chịu nhất nữa rồi nha các bạn. Rồi, tới vòng quay của em nè. Let's go. Lần này anh mong em phải ra trái Phúc Labika nha. Dám cấm chiều về của anh hả? Ôi, trái bom. Quay, quay, đừng mà, đừng mà, nhảy lên. Dừng lại, dừng lại. No. Rồi, thì chiêu mà anh cấm của em sẽ là chiêu Z. Anh giỡn hả? Cấm chiêu Z thì sao mới chiêu còn lại được. Thôi được rồi, giờ anh cấm chiêu Z gì cũng hơi khó với em quá. Thôi anh cấm chiêu chiêu V đi. Ok luôn. Ok, lần đầu tiên lịch sử trái Flame đối đầu với trái Human của Vidac. Bắt đầu đó nha, em làm gì đứng yên chỗ vậy? Mày đứng yên. Ui ui, ui. Ây da. No, no, ây da. Mày. Rồi, tránh xa anh ra, tránh xa anh ra. Thằng béo này, thằng béo quê miền Tây. Rồi, xong nè, sử dụng chiêu X. Ui, kỳ vậy. Chiêu này khó đánh trúng quá các bạn. Đánh khó chung quá. Vấn đề kỹ năng thôi chứ. Ôi mà anh quýnh em có mấy hàng đam à. Em được giảm nhiều sát thương quá. Không sao, cứ cấu nghĩa từ từ các bạn. Châu hả mày, châu thì châu thì đánh lâu cũng chết. Rồi được rồi, anh combo em nè. Combo, combo, combo full chiêu luôn. Ghê không? Ôi ôi ôi, này làm gì hả? Ôi, chiêu nó khó chịu lắm nha. Biết vậy nó cấm chiêu dách của mày luôn rồi. Đừng khinh thường kỹ năng của anh. Nè, chạy đây, chạy đây. Mày chạy đây. Anh đâu rồi? Anh xài bung mà. Rồi, dám đối đầu với ông chùm nó bung thì em cũng hay lắm rồi đó. Ui, trái này đánh không ra đam. Thôi, Vidac tới đây chắc cũng đủ rồi các bạn ơi. Vidac nó hết máu rồi. Dạ. Chắc chiến này cút thiệt. Chắc chiến này cút thiệt quá. Thôi, Phúc ơi, tạm biệt nha. Bye bye. Dạ. Thì coi như lần này em chọn trái cùi đi. Lần sau đi, em sẽ gặt lật kèo. Được rồi, Vidac muốn lật kèo thì lần này mình sẽ nhường Vidac nha. Mình sẽ lấy trái... trái. Trời, cái Kisune hả? Đừng, trời ơi, một siêu nữa thôi. Rồi, trái này thì chiêu nào cũng mạnh hết. Em muốn cấm chiêu nào của anh? Làm ơn là chiêu C đi, chiêu C đi. Chiêu C đúng không? Ít. Cái gì? Cấm chiêu ít của anh. Em cấm chiêu ít của anh là em sai lầm rồi. Em nghĩ cái đó là quyết định đúng đắn nhất luôn. Không có chiêu ít chứ vào rồi, chỉ là cái bao cát thôi, hiểu không? Mấy em chơi anh hai vố rồi đó Phúc. Lần này là em phải trả giá nè. Trái của em sẽ là trái... Ui, Gravity luôn. Em cũng phái chơi này lắm. Thiệt hả? Anh cấm chiêu nào của em? Cái Gravity thì đó giờ anh chưa xài lần nào hết, nên anh cũng không biết chiêu nào mạnh nữa. Thôi anh cấm chiêu C đi. Tại vì đó giờ mình chưa chơi cái Gravity lần nào, nên mình không biết chiêu các bạn ơi. Nói chung cái Gravity cũng lỏ lắm. Nè, vô rồi cu. Mày. Ôi. xin lỗi anh không cố tình. Mày. Rồi mất tiêu luôn. Này thì anh TB gần đây rồi Phúc ơi. Anh TB gần đây rồi Phúc ơi. What the hell man, what the hell man. Anh này biến ảo quá mọi người ơi. Rồi mày chui vô đây. Mày chui vô đây, ủa kì vậy. Một lần nữa. Ủa, ủa sao mình tự chui vô chiêu đó vậy. Mày sạc. Mày, này thì mày. Em với mày á, rồi cay rồi. Cay rồi. Khó chịu chưa. Khó chịu, ủa. Cay nha, cay nha. Nè nè, nè nè. Ôi cây kìa. Nửa cái này nữa nè. Trời ơi. Ôi trái em. Trái của em bị cao to rồi Phúc ơi. Ai mà tính ra anh biến ảo vậy, nhưng mà vẫn không có đam nha. Thấy quýnh em chỉ còn đầy cây máu luôn vậy. Mày. Ui mình với các bạn ơi, mình không thể gây đam cho Vidac được. Anh hút vô hút ra được không? Em cấm chiêu ít của anh rồi, anh không còn chiêu nào để quýnh em hết. Bao nhiêu đam? Đừng có hút em vô nữa, em mệt lắm rồi. Nè chui ra. Chui ra. Nữa. Cái bố hụt rồi. À. Mày! Mày! À! Ây da! What the?
Ôi bị lạc kèo luôn, quá khờ. Anh tưởng em không biết anh định TP em sang bên Lava hả? Quá cay quá. Cái pha đó là mình không lường trước luôn các bạn ơi. Quá tức quá. Mình bây giờ bắt đầu ghét chơi bô tò rồi đó nha. Ôi lên, lên xíu nữa, một xíu nữa, một xíu nữa. Yes sir, yes sir. Trận này thì chắc em cũng biết ai là người chiến thắng rồi ha. Em cắm chiêu nào của anh? Chém mochi đó nha. Cắm chiêu về. Đừng nói từ đó mà vô cái từ đó, đừng nói mà. Cắm chiêu về nha. Ôi kỳ vậy. Rồi tới từ em quay nè. Em đừng ra cho nào xịn xịn nha, anh cắm hết chiêu em luôn đó. Rồi, chết spring đúng không? Trời, trái spring lên. Anh muốn cắm chiêu nào của em? Trái spirit hả? Anh nghĩ là anh sẽ cắm chiêu V luôn đi. Okay. Hai chiêu mạnh nhất của hai trái quỷ đều đã bị cấm rồi nha các bạn. Em chạy đâu vậy? Đứng lại rồi. Này gấp, anh gấp. Gấp gì? Mày ui, gấp. Ui, mày xạo Phúc. Mày gấp. Nè, né hộ cái này nè. Mày né hộ. Rồi chạy, bây giờ tới lượt anh chạy nè. Thôi bye bye nha, anh ra ngoài đây. Ngu gì đứng ở trong đó cho em quên. Dạ. Ngu gì đứng trong đó cho em quên. Kỹ gì anh lăn em nữa nè. Ôi bị lăn trúng rồi kìa, Tiếp đất đi. Ây da, sao trúng hay vậy? Đập anh hắc mà, anh là ông chùm mưu chi. Đừng có chạy, Em đến để em đi trúng em rồi. Em chạy hướng nào anh biết hết đó nha. Quay. Sao trái spirit bị cấm chưa về, đâu làm được gì nữa đúng không? Em quên em có khả năng lít chuột để dạo chiêu nữa. Anh nghĩ cũng không có tác dụng lắm đâu Phúc ơi. Anh nghĩ ủi ui sao anh bị ủi mấy cái cây em nó phá chiêu C của anh rồi. Em biết mà, em hiểu mà. Hơi cay rồi đó nha. Vê đắt này bị khùng hả mày? Bị khùng hả vê đắt? Rồi mình phải chạy ra ngoài mới được, Mày nè. Sao giờ anh mới biết cảm giác? Em biết cảm giác của anh chưa? Đứng lại gần đây, đứng lại gần anh Phúc ơi. No, Ken. Mày Ken chết. Anh chạy kìa em đó. Em mới là người chạy á, ai kêu em chạy trước làm gì? Nếu lúc đầu em không chạy thì anh sẽ không sử dụng tới tuyệt kỹ của anh đâu. Thôi các bạn ơi, vì đắc thua mà không nhận nữa chứ. Được rồi, lần này trái quỷ của mình sẽ là... Uầy, trái lốp. Anh muốn nói với em rằng... Em sẽ chặn chiêu Z của anh nha. Chiêu Z. Trời ơi, vậy còn chiêu nào nữa xài mày? Rồi, nhưng mà thật ra chiêu mà mình cần nhất đó chính là chiêu F nha các bạn. Chứ chiêu Z này thì chắc cũng không nhầm nhò lắm đâu. Để xem nè. Để xem coi lần này Vidak sẽ ra trái gì nha. Mình mong là sẽ trái Kitsune đi cho cân kèo ơi. Tiếc vậy ta. Yes, trái sang tóc đỏ đó, còn đòi gì nữa. Thôi các bạn ơi, mình nghĩ là mình sẽ cắm chiêu dách của Vidak đi. Tại vì thấy nó cũng tội nghiệp, không lẽ trận này cho nó thua nữa đúng không? Ok. Ủa, em muốn BBB đấu trường này luôn hả? Rồi, Vidak nó muốn chơi kiểu đấu trường vậy thì quất luôn các bạn. Let's go. Ấy, rồi, Vidak thua rồi. Yeah. Lộ. Mọi người chiến thắng nha các bạn. Không được, cái đó em bấm lộn, cái phím nó bị kẹt. Có nên cho Vidak chơi lại các bạn thôi. Coi như là tha lần này thôi nha. Trời, phím bị kẹt không à. Tha em lần này thôi nha. Này thì bạn của tôi ơi, đáng ra phải cắm chiêu về mới đúng không? Giờ anh chỉ cần xài cái hồng hạt này rồi bye bye thôi ha. Mày quất nó bạn của tôi ơi, quất nó bạn tôi ơi. Rồi bạn tới kìa. Ấy da, quất nó bạn. Ôi bạn anh hay quá. Bạn anh là BB lắm phút chưa hả? Bạn của anh. Ôi em chết rồi đó. Rồi xong nè, cút. Mày cút. Ôi hay vậy. Ôi em dám đánh bại bạn của anh hả? Hey, mày. Chiêu quái quỷ đó sao mà né được. Chơi lớp này mạnh phải các bạn ơi. Anh tránh xa em kìa. Mày tránh xa. Rồi chết luôn. Này thì chạy nè, chạy nè. Không thể nào né được chiêu đó luôn ạ. Ôi bạn anh kết lễ em kìa. Bye bye. Easy. Em còn đầy máu nè, Ai, mày xạo hả mày? Mày tin tao cho bạn tao quýnh mày thiệt không? Quất nó bạn. Ua nữa hả trời, what the hell. Ôi các bạn ơi, lần này mình mới thấy cái lớp mạnh đó nha. Trước giờ tưởng nó lỏ chứ sao mạnh vậy ạ. Thôi mà không sao, giờ phải tạm biệt cái lớp rồi. Mà trái tiếp theo, ơi đừng. Lên đi. Ui. Phải. Một trong những trái tủ của mình luôn nha. Em cấm chiều về. Anh còn chưa lấy trái quỷ nữa mà em cấm chiều về rồi hả? Em biết sự đáng sợ của nó khi biến thành được T-Rex lắm. Rồi, thằng này nó giảm gần như là một nửa sức mạnh của mình luôn rồi nha. Anh bắt đầu là cay em đó nha Phúc. Lần này anh cấm chiều mạnh nhất của em thiệt đó. Ao, chiều nào mạnh nhất? Rồi, trái bò tàu.
Lần này mà dìm lava nữa đi thì với trái bao tàu mình sẽ cắm chiêu V của nó đi. Ok ok, bắt đầu bắt đầu. À vô gọng thần quẩy đuôi. Trời ơi, biết xài chiêu nha phố. À hút mày nè con. Mày gì vậy? Em hồi nãy em bấm chưa ít rồi, what the hell man. Em đâu phải là ông chùm BBB đâu mà đòi xài trái bo tổ hút. Ui hay vậy, em đâu rồi? Ui nãy tàn hình nó mất tiêu luôn rồi ta. Ủa cái đó cảm dịch chuyển hả? Má nhìn nguy hiểm cho ta. Nhìn nguy hiểm cho ta. Anh biết ngay thế nào cũng tê bên ra chỗ này rồi không? Vô vô vô. Ôi mày. Ôi ôi đau kìa, đau kìa. Ủa em đâu rồi? Em đâu rồi? Má chơi với bo tổ khó chịu quá à. E dĩ mới là người chơi bó đồ chứ. Không biết nó đâu hết các bạn ơi. Mày dìm lava 2 phút ơi. Ủa má anh tưởng em tơi bê chỗ khác rồi chứ. Đâu rồi, hướng nào vậy? Thấy em rồi nha. Thấy em rồi nha Phúc. À thấy em rồi nha. Đều đều em chết. Ây da mày hả ơi. Ủa sao xài chiêu học quá ta. Ở trong cái đó xài chiêu không được rồi. Anh đây nè. Ui thôi tới lượt mình chạy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ không được nữa. Giờ mình chạy thôi. Mày đỡ hộ anh pha này Phúc ơi. Khó chịu quá. Ui được rồi. Mày lần này anh sẽ không bỏ qua cơ hội đâu nha. Ây da what the fuck. Một tiếng đồng hồ. Anh gượt em nó về cũng phải một tiếng đồng hồ. Lần sau mà có vô trái bo tồ á thì mình sẽ cắm chiêu C nha. Hứa với các bạn luôn. Chiêu đó nó tê bê nó dìm lava. Ui Sơn Tùng MTB. Ôi hay kìa. Em đợi đi, cười người hôm trước hôm sau người cười. Em cắm chiêu nào của anh? Em cắm chiêu C nha. Nữa hả? Xem toàn cắm cái chiêu mạnh mạnh không vậy? Chẳng hề cắm chiêu yếu. Thôi được rồi, lần này anh wow em thật sự đó. Xíu nữa anh sẽ cắm chiêu thật sự mạnh của em luôn nè. Rồi, hút la pika. Ui trời God. Ây da, trái tủ của Vidac à, khó nha. Nhưng mà với cái trái này thì anh có cách giảm nữa sức mạnh nó luôn. Đó chính là anh sẽ cắm chiêu V. No. Em sẽ không được quyền sử dụng chiêu V nữa. Rồi rồi, bắt đầu luôn đi, bắt đầu luôn đi. Gì em gấp gì vậy? Mày gấp hả mày? À, đừng tiếp cận anh nha Phốt, tránh xa anh ra. Ui da, ui da, khó chịu vậy. Vidac này mạnh quá các bạn ơi. Mặc dù chiếc God này không có chiêu V mà Vidac vẫn khá là mạnh nha. Ui chiêu này khó chứ. Chiêu này khó trúng vậy. Sao mình sẽ ken chích trái God được nha các bạn. Rồi nè 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 nè. Mày đỡ hộ. Ui tránh xa anh ra nha. Em tránh xa anh ra nha. Tránh xa anh ra. Trái xe bay này mặc dù ít tiền nhưng mà khả năng quýnh của nó thì cũng khá là dính nha các bạn. Nó rồi ken chích, ken chích. Pha này ken chích rồi là kèo. Pha này ken chích rồi là kèo. Ken chích rồi là kèo. Wow helicopter helicopter. Về đắt thì chỉ có thế thôi các bạn ơi. Về đắt thì cũng chỉ có thế thôi. Đứng yên. Khùng quá, ai đứng yên cho em quýnh. Rồi mày chết. Đứng yên lại. Cây kìa, cây kìa. Cây. Combo Lockwood là vậy nè Phúc ơi. Ôi đứng yên lắc quá. Anh bị lắc rồi Phúc ơi. Ếc hả? Ây da. Làm sao thắng bị đắc được đây ta. Rồi các bạn coi nó bay anh chạy né gai mình rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ đợi nó tiếp đất và xài chiêu. Bay anh chạy đi, bay anh chạy đi. Em thật sự chơi chiêu bay anh chạy với chết bay đúng không Phúc? Ây da, đừng, đừng combo nữa. Anh không có chiêu về á, có chiêu về chắc phải đó cút luôn rồi á. Anh không có bấm kịp, cái bàn tay anh già quá rồi. Anh không có xài 2-3 chiêu cùng lúc được. Mày. Ôi, ôi, ôi. Ây da, chiêu của mình lại yếu hơn chiêu của nó các bạn ơi. À nhưng mà quên được nha. Hay 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 hay. Lót keo. Bá vô đây. Bá vô mình không. Mình biết mày đắc làm gì các bạn ơi. Ui. Mày. Ây da. Một chiêu đúng không? Em sắp đi rồi. Xin lỗi em không. Ủa em còn mạng nữa anh quên trời. À, anh thắng luôn rồi đó nha. Anh tưởng anh thắng luôn rồi đó. Má quên, Vidac nó còn mạng thứ hai nữa chứ. Thôi tính một mạng thôi. Vậy là coi như trận này mình thắng đi được không? À, mình sơ sức quá các bạn ơi. Mình quên mất là Vidac nó có mạng thứ hai chứ. Rồi thì mình nhờ à. Ui ngon. À, ngon lên. Thiệt luôn hả? Trận cuối cùng rồi mà. Trời độ em rồi. Trái này không ơi, em đừng cắm chiêu đúng không? Em cấm chiêu ít. Các bạn ơi, với đắt trái này mới còn cấm chiêu nữa. Mình không biết nó là con người không nữa trời. Anh lại, anh lại Phúc ơi. Ôi, mình hết biết nói hồi nãy gì rồi. Giọng bay của em nè, cười người. Ôi, đừng, cười người đứng trước không sao. Trời ơi, Vidac luôn. Vidac 2.0 luôn các bạn ơi. Cấm chiêu nào anh nói luôn.
Anh không nhớ chiêu đó chiêu gì nữa mà cái chiêu mà gồng lên rồi nổi một cái đùng á. Ờ đó chiêu Z đó nha. Sam chiêu Z là cái chiêu mà bay tới trước anh biết. Chiêu C rồi. Sam chiêu C chiêu hút máu anh biết. Chị chiêu ít rồi. Sam chiêu ít là chiêu quăng ra anh biết. Chiêu V á anh nói vậy coi em có trung thực hay không thôi. Má mày đắt này. Đã bắt đầu chưa? Anh hỏi em câu đó mới đúng, em sẵn sàng chưa? Anh là mạnh lắm đó nha. Rồi. Mày ui ui ghê hả? Rồi chess win này tính ra cũng không yếu như anh nghĩ. Mày thôi yếu thiệt không ông ơi, yếu thiệt. Ê chưa đâu, coi từ kỹ quá nè. Pew pew. What the fuck man, what the hell. Ê chơi cái trò này. Ôi anh xài chiêu quá trời không trúng em luôn Phúc ơi. Mày. Tao bật nha cái cầu nó như nhưng mà nó vẫn yếu các bạn ơi, cứu mình với. Mình hụt chiêu rồi. Ây da ây da, cái trái này, cái trái này không thể sử dụng. Anh cùng gói trong nước nữa chứ. Quá dễ luôn các bạn ơi, không cần chia bê luôn á. Hay các bạn ơi, coi như trận nãy thua thì chung rồi chứ biết sao giờ, ra trái spring thì mình cũng bó tay rồi. Ôi Kisu. Wait, no, 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 no. Em cắm chiêu V. Trái quét nha các bạn, trái củi gâu trắng. Cái gì em cắm chiêu V hả? Em biết chiêu V là chiêu duy nhất mà anh có thể gọi là có thể quýnh trúng em không? Với kỹ năng của anh thì nghĩ hay trái này anh không thể nào quýnh trúng em rồi đó. Thôi các bạn ơi, mong lần này Vidac ra trái spin cho nó biết được cảm nhận nỗi đau nha các bạn. À, nó dám chơi mình. Rồi, rồi, trái chớp. Wait, wait, wait. Trái kinh chôn. Trái kinh chôn. Nè. Nhưng mà trái kinh chôn thì anh sẽ cắm chiêu chiêu dách. Lần này anh không nhân nhượng nữa. À, rồi ha mày. Mà cắm chiêu vét rồi sao mà chơi. Rồi em chọn chỗ BBB đi Phúc. Anh cho em chọn chỗ để kết thúc video đó. Em chọn lava, em chọn lava. Câu đưa cho duy nhất em có khỏi ăn. Vô nha. Vô đánh đi. Bật cái giọng lên đi Phúc. Làm gì chứ anh cắm rồi đó gì bà. Bật giọng lên đi. What the hell man. Dừng lại đi mà. À em sẽ lợi dụng boss để giết anh. Wow, thông minh chứ hả? Ơi con boss này có khi quy giết anh thiệt á. Nhưng mà bây giờ em vô đây thì em chết rồi. Ây da, ây da. Em vô đây là em chết rồi. Mày. Tính cho nên hả Phú? Tính cho nên hả Phú? Ủa mày đắt đâu rồi ta? Ủa? Ôi em reset luôn hả? Ừ anh thắng rồi đó, anh chơi vậy là hay vậy đó. Lady and gentlemen thì cuối cùng người chiến thắng chính là mình với tỷ số là 5-3 đúng không? Ôi các bạn ơi, các bạn thấy anh là ảnh bạn chơi game vậy đó. Thì nói chung quán quân video ngày hôm nay đó chính là anh Crazy Lion.